Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi bài viết Một khúc ruột thừa của tác giả Tưởng Năng Tiến. Lênh đênh muôn dặm nước non, dạt vào ao cạn vẫn còn lênh đênh bèo của phùng cung tôi tình cờ nghe được một mẫu đối thoại lạ tai. Ngăn ngắn của một cặp vợ chồng người quen còn trẻ ở quê nhà. Lý do nào để anh quyết định tham gia đấu tranh? Vì ba cô gái, điểm người Việt ở Campuchia, vì chứng kiến những phận đời vỡ nát ấy mà anh muốn góp phần nhỏ bé vào cuộc đời thay đất nước. Hy vọng đất nước mình khá hơn có dân chủ, có tự do để không còn những cô gái Việt Nam phải sang xứ người làm điếm. Không còn cảnh người Việt phải sống tha hương, chịu mọi khổ sở, thiệt thòi hoặc chết thảm nơi xứ người nữa. Đơn giản thế thôi. Phạm Thanh Nghiên, Chuyện kể của chồng Mấy năm qua, tôi ngủ trong những cái khách sạn tồi tàn ở Phnom Penh nhiều hơn ở nhà mình, nên biết rằng Cambodia không chỉ có 3 hay 3.000 cô gái Việt Nam phải sang xứ người làm điếm, nơi đây cũng không chỉ có ba chục ngàn hay 300.000 người Việt đang sống tha hương, chịu mọi khổ sở thiệt thòi. Theo tường trình của MIRROR, Minority Rights Organization, hiện có khoảng 5% hay 750.000 người gốc Việt đang sinh sống ở đất miền. Đất miền, đây là nhóm dân thiểu số, đông đảo nhất nơi xứ sở này. Hầu hết họ đều là dân ngụ cư, không khai sanh, không căn cước, không được quyền tiếp cận với bất cứ dịch vụ xã hội nào. Và tất nhiên, không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai gì ráo. Do thế, phần lớn kiều bào ở miên theo như cách gọi rất lịch sự của đại sứ đại sứ quán việt nam ở phnom penh đều sống lênh đênh rầy đây mai đó trên những túp lều nổi xung quanh biển hồ hoặc dọc theo những nhánh sông phụ thuộc họ sống ra sao từ Trong khnir ký giả thiên ân tường thuật những việt kiều campuchia này nghèo khó cả về điều kiện sinh sống lẫn chính sách mà chính quyền đưa ra để hỗ trợ trên vùng nước mênh mông dơ bẩn các gia đình người việt sống ngoài vòng pháp luật với nhau trẻ em không có giấy tờ nên cũng chẳng thể học lên cao được mà chỉ ngừng lại ở hết bậc tiểu học vùng nước ở làng nổi trong Khnir, bị ô nhiễm rất nặng nước có màu đen và bốc mùi hôi tanh Cả trẻ con và người lớn đều dùng nước đấy để sinh hoạt, để rồi chất thải sau khi sử dụng cũng được xả thẳng xuống ngay tại đó. Trẻ nhỏ phụ cha mẹ đánh bắt cá để kiếm miếng ăn sống qua ngày. Anh Som Borac, sinh ra và lớn lên tại làng, cho biết, tại đây chúng tôi không phân biệt người Việt, người Khmer, người Chàm hay người Hồi giáo. Chúng tôi sống cùng nhau ở ven bờ sông, nhưng không thể lên mặt đất, vì chỉ có mặt nước là chứa chấp chúng tôi, không phải mất tiền khi sống ở đây. Sự bao dung của nước, của sông nước tiếc thay không kéo dài mãi mãi khi hậu biến đổi và vô số những con đập thượng nguồn của con sông Mekong đang xua đuổi những Việt kiều ở Cambodia như Somboon ra khỏi biển hồ. The New York Times at the Cambodian Lake and the Climate Crisis Unfolds Rudders, no room on water, no home on land for Cambodia's Ethnic Vietnamese. V O A. Water, but no fish. Cambodia faces possible food crisis. The Guardian. Mekong Basin's vanishing fish signal tough times ahead in Cambodia. R F I. Các biển hồ hồi kết được báo trước của làng nổi Campos. RFA, người Việt ở Biển Hồ sẽ về đâu? Câu trả lời có thể tìm được qua một mẫu tin ngắn trên mạng Soha. Đọc được vào hôm 1 tháng 8 năm 2020. Xin ghi lại toàn văn không thiếu một chữ. Trạm kiểm soát thuộc đồn, biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương đã phát hiện và ngăn chặn 7 hộ gia đình gốc, gốc Việt với 41 người băng phương tiện thủy. Sáng mùng 1 tháng 8, Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, Bộ đội biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện ngăn chặn 41 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Ngày 31 tháng 7, Tổ công tác của trạm kiểm soát thuộc đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Sương đã phát hiện và ngăn chặn 7 hộ gia đình với 41 người, trong đó có 20 người lớn và 21 trẻ em nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng phương tiện thủy. 7 hộ gia đình này là người gốc Việt. TNT in động Đã sang Campuchia sinh sống nhiều năm tại tỉnh Semrip và tỉnh Pusat, Thời gian gần đây, do cuộc sống gặp khó khăn nên số hộ dân này đã trốn về Việt Nam. Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng cho biết, mặc dù những người dân này đều là gốc Việt, TNT in động, tuy nhiên tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp, nên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương đã tiến hành lập biên bản xử phạt vì vi phạm hành tránh về hành vi xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời tuyên truyền vận động họ quay trở lại Campuchia, tiếp tục làm ăn, sinh sống, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Dù bản tin này cũng đã được phổ biến trên rất nhiều báo, Đài Nhà nước, VOV, Tuổi Trẻ, Công luận, Dân trí, Pháp luật, Tiền phong, Biên phòng, Công an, Nhân dân, vân vân và vân vân cùng với hình ảnh và video đính kèm từ hơn một tuần qua nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng của bất cứ một giới hữu trách hay một vị đại biểu dân cử nào cả. Dư luận cũng lặng thinh. Trong tất cả những cơ quan truyền thông thượng dẫn, chỉ có một phản hồi duy nhất của độc giả Lê Bình đọc được trên báo tuổi trẻ như sau. Chắc hẳn họ là người Việt nhưng lưu lạc làm ăn bên Campuchia lâu rồi họ không có gì chứng minh có quốc tịch Việt Nam. Chính quyền Campuchia cũng không cấp cho họ giấy tờ gì để sống hợp pháp yên ổn bên đó. Đấy họ về, nghe ra thì đúng luật pháp. Và trong lúc dịch dã nhưng nghĩ lại thì thấy đau lòng. Tôi e là không có một điều luật nào cho phép. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt vì phạm hành chính về hành vi hành vi xuất nhập cảnh trái phép đối với những công dân gốc việt trở về từ cambodia do cuộc sống gặp khó khăn tôi cũng không tin rằng có một đạo luật nào của nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam nhằm ngăn cấm người việt trở về quê hương bản quán của mình chả biết thiếu tá Huỳnh chiến thắng nhân danh ai hoặc lấy tư cách gì để tuyên truyền và vận động cho họ quay trở lại Campuchia tiếp tục làm ăn sinh sống? Ông biết gì về cảnh đời cũng quẫn của những người Việt lênh đênh trên biển hồ khi nước đắc cạn và cá không còn? Và căn cứ vào đâu mà dám đẩy họ trở về chỗ cũ? Nếu lấy dịch bệnh làm lý cớ thì rõ ràng là cơ quan chức năng của tỉnh An Giang không hiểu rõ hiện tình theo chương trình của World Dominos, đọc được vào hôm 8 tháng 8 năm 2020. Khi tôi đang viết những dòng chữ này, thì theo con số người vướng coronavirus ở Cambodia là 246, hồi phục 215, và không ai tử vong vì cúng. Cúng tàu ráo trọi, nếu lo xa vì sự lây lan chăng nữa, thì cách ly là giải pháp chứ không thể xua đuổi họ một cách tuyệt tình và bất nhân như thế. Đây là một cách ứng xử hoàn toàn tùy tiện, vô trách nhiệm và vô luật pháp của chính quyền địa phương tỉnh An Giang, nhưng đã được công luận cả trong lẫn ngoài nước im lặng đồng tình. Sao thế? Kiều bào hay Việt Kiều ở Cambodia không phải là người Việt chăng? Ai có quyền ngăn cấm họ trở về quốc hương khi đã tuyệt đường sinh sống nơi đất lạ xứ người? Tôi rất tâm đắc khi đọc được cả trăm bài báo hùng hồn lên tiếng bênh vật người Hồ Duy Hải, nhất là những dòng chữ in hoa vô cùng thống thiết trên nhiều trang Facebook. Hồ Duy Hải vô tội. Nếu để cháu Hải chết oan thì chúng ta trở thành những kẻ có tội, không câm nín khi công lý bị trả đạp sự kiện xảy ra trong ngày 31 tới tháng 7 năm 2020 vừa qua với 7 gia đình với 41 người, trong đó có 20 người lớn, 21 trẻ em bị khước từ quyền hồi hương thì liệu có được xem là một trường hợp mà công lý cũng bị trà đạp hay không? Mà nào có riêng chi thân phận của 41 sinh linh lớn bé mang dòng mẫu Việt, biển hồ cạn nước, tình hữu nghị Việt Nam miên cũng đang cạn dần theo rồi ra trong số 750.000 kiều bào ở Cambodia thì ít nhất cũng phải có đến một nửa sẽ phải tìm đường trở về cố quốc chứ họ còn nơi nào để mà dung thân nữa. Đây là một vấn đề lớn cần cả một ủy ban đặc nhiệm và chuyên trách với những kế hoạch ngắn ngắn hạn cũng như dài hạn vì có thể ảnh hưởng đến cả những thế hệ sau. Tuy thế, chính phủ hiện hành ở Việt Nam chỉ quan tâm đến những khúc ruột xa, ngàn rộng, chứ tuyệt nhiên không thèm ngó ngàng chi đến khúc ruột thừa ở cạnh bên. Hy vọng còn lại của cộng đồng người Việt ở Cambodia hiện nay có chăng? Chỉ còn có thể đặt vào vòng tay nhân ái của đồng bào họ ở trong cũng như ngoài nước. Vòng tay này xem chừng cũng hơn bị hơi bị hẹp. kính thưa quý khán thính giả chương trình câu chuyện trong tuần đến đây xin chấm dứt ngọc dung xin thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả kính chúc quý khán thính giả và toàn gia quyến một ngày được an khang và hạnh phúc xin kính chào